Xin chào anh em nha. Hôm nay mình về được hai cái sườn quay an nha anh em. Sườn quay an trong dưới hai cặp mâm, ba cây dưới mâm năm cây nha. Thì mấy cái đồ nặng này á thì anh em là chưa mua hàng thì cọc cho mình nha anh em. Cọc cho mình 100.000 nha anh em. Mình sẽ gửi hàng cho anh em nha. Còn các phần cọc thì mình bảo đảm với anh em là không bao giờ mất cọc đâu nha anh em. Bên mình bán hàng uy tín, chất lượng, không bao giờ mất cọc. Với một phần là mình quay là cái sườn nào hoặc là cặp mâm nào là mình sẽ gửi đúng cặp mâm đó nha anh em. Nhằm khi anh em sợ là chuyển tiền cọc rồi gửi tầm bậy đồ nha, bảo đảm là không có nha anh em. Mình bán là bao uy tín cho anh em, không mất cọc nè. Quay clip đồ nào thì gửi đúng đồ đó nha anh em. Rồi bây giờ để mình quay chi tiết cho anh em nha. Trước tiên là cặp mâm ba cây, ba cây quảng sưng nha anh em, tương đối đẹp nè, không cong không quảnh như nè, xe đang chạy nha anh em. Quảng sưng ít xeo nè, ít xeo của quảng sưng đó, 5 cây 3 cây ít xeo quảng sưng, có má đầm đầy đủ nha anh em, nó có bố thắng luôn nè, nó có nguyên bộ vậy nè, anh em về ít vô là xài thôi nha anh em. Đó, bánh xào cũng vậy luôn. Thì ba cây này thì giờ anh em vô được cho tất cả các dòng quay game mình nè, ok hết. Excel 1.4 bao cho anh em là không lúng lưng gì nha, không cong không quảnh không lúng lưng. Thì mình bán cho anh em cặp mâm này với giá là 750 nha anh em, cộng ship nha, 750 cộng ship, tiền ship là 50.000 nha anh em, 750 cộng tiền ship 50.000. rồi tới cặp mâm 5 cây đây anh em, là chở đồ mua cặp mâm 5 cây này về chở đồ là ok luôn nha anh em. Mâm 5 cây này chở đồ là ok nè, bào chắc bao bền luôn, mấy cái này là mấy quảng sưng đời đầu này nha anh em, rất là bền. Mấy cái mâm đời đầu này anh em xài rất là bền nha. Đó, nó có má đùm luôn, nó đùm đầy đủ. Bánh trước cũng vậy luôn, má trước có, bánh trước mặt đạn đầy đủ, không cong không quển, không lỏng lưng gì hết nha anh em. Rồi thì cái cặp mâm 3 cây bản xưng đời đầu này mình bán cho anh em với giá là 700.000 nha. 5 cây 700 nha anh em, 3 cây thì 750. Thì anh em nào có mua thì nói nhớ nói giá tiền, hỏi cặp mâm, hỏi mình là còn không thì anh em nhớ nói là cặp mâm 5 cây giá 700 là mình sẽ biết nha. Chứ nhầm anh em điện lại hỏi cặp mâm đó còn không, tại vì mình cũng đăng nhiều clip lắm, nên anh em nói là cặp mâm 5 cây giá 700 là mình sẽ biết nha. Đó, màu đen gì đó anh em cứ tả ra là mình sẽ biết liền à. Còn nhầm anh điện lại hỏi cặp mâm đó còn không, tại vì sao mình đâu có biết cặp mâm nào, còn số mình bán là mình đăng rất nhiều clip. Bởi vậy anh em cứ với việc là lại nói cặp mâm 5 cây giá tiền 700 là mình sẽ biết, mình hiểu là liền nha anh em. Rồi tới cái sườn, cái sườn này là của hàng GF nha anh em, GF nè, GF 100 là xài chung cho quay A từ 2005 trở lên nha anh em, tới đời 2016 luôn nha, là nó xài chung một sườn, là gọi là quay A quay bụng là xài chung đó nha anh em, quay xương cá rồi đó. Nói chung là nó nhiều một dòng xe nhưng mà nó nhiều năm thì người ta kêu nhiều loại. À, quay A, quay xương cá, quay GF là xài chung nè, quay ớt 100 là xài chung một sườn luôn nha anh em, toàn bộ hết. Thì cái sườn này là đẹp nha anh em, bao cho anh em là đẹp, không cong không quển gì hết, không bị mục mọt gì nha. Đó, nó có chấn ba nè, chấn ba zin nè, chống đứng nè, cho đạp thắng nè. Đó, đồ bình xăng phá yên. Thì mình bán cái sườn này cho anh em với giá là 900.000 nha, cộng ship 100.000. Đó, 900 cộng ship 100.000 nha anh em. Sườn quay 100 xài cho quay bụng. Đó, xài cho quay bụng là ok. Rồi bên này cũng còn cái nữa. Đây, cái này cũng vậy luôn. Bao anh em là cũng còn đẹp nha, thật đẹp nha. Chỉ có mấy chỗ này là nó bị chóc sơn thôi, giờ anh em sơn lại, tại vì mấy dàn chân á tùy theo dùng nó đi nó bị dơ, nó bị chóc á. Còn nhiêu là không mục mọt gì nè. Đó, không một mọt gì hết, không ống sườn ống bọng rồi là không một nha anh em, hai bên nè. Đó, cái sườn này cũng có tiếng ba luôn, có đập thắng nè, đũa thắng nè, chống đứng nè, có thùng đồ luôn, có thùng đồ, có bình xăng lớn, có phá yên. Thì mình bán cho anh em cũng 900.000 cộng ship nha anh em, 900 cộng tiền ship 100.000 nha. Đó, đầy đủ.
tính ra cái giá này thì cũng tương đối rẻ nha anh em, tại vì nó có thùng xăng nè, hộp đồ nè, trắng ba nè, chống đứng rồi, thì anh em mua lặt vặt mấy món đó không là trên 1 triệu rồi nha anh em. Còn cái sườn thì bán cho anh em nguyên sườn luôn, chỉ có 1 triệu bạc thôi, giá bao rẻ cho anh em luôn. Hai sườn giá đều 900 hết nha anh em. Thì cái sườn nè đó, anh em nào muốn mua cái sườn số 1 thì nó số 1, sườn này là sườn số 2 đó. Thì anh em nào mua thì muốn mua cây nào cũng được hết nha. Rồi thêm cái phần bữa hổm có anh nào chốt mình cái cặp cuộc trong chiếc Wenfa 202, 203 của mình màu xanh lốc đen á, mà mình bỏ lạc cái số điện thoại rồi, anh em nào có thấy mình quay lên đây thì alo lại cho mình nha. Tại vì mình vừa lạc cái địa chỉ rồi, có cho địa chỉ cho mình rồi, nhưng mà mình lạc hổm rồi, mình chờ anh điện hoài không thấy điện, thôi bữa nay mình quay lên nói coi anh có thấy không thì anh điện lại giùm mình nha. Tại vì không biết là bữa đó là cho địa chỉ ghi hay là nhắn vô Zalo tin nhắn vậy lạc mất tiêu rồi. Anh có thấy thì điện lại giùm em nha. Rồi cảm ơn anh nhiều. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha nè. Anh em nào cần thì alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha nè. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.